Ông thầy kể tiếp đi chứ. Dạ. Câu chuyện thứ hai, tôi xin được đóng góp tiếp cho tất cả mọi người ở đây trong đêm Halloween. Đến bây giờ khi nhắc lại tôi vẫn còn sợ. Câu chuyện mang tựa đề Cô Lành. Kính thưa tất cả quý vị, tôi và anh Thanh đồng nghiệp. Anh vừa là đồng nghiệp cũng và vừa là người anh tinh thần của tôi. Anh Thanh đã giúp đỡ và thương yêu tôi như một đứa em ruột. Sau này, khi được thuyên chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy từng là hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Trí Đức ở quận Nhất. Chỉ tiếc rằng, sau một tai nạn giao thông, thì anh ấy đã mất, để lại người vợ và hai con thơ. Mọi người hết sức thương tiếc và tôi cũng đã mất đi một người anh. Trở lại thời gian lúc đó, hai chúng tôi không được phân công dạy ở điểm trường chính, ngay trung tâm xã, mà phải vào dạy ở một thôn ấp hẻo lánh cách xa điểm chính hơn 3 cây số. Nơi đây nhà cửa thưa thớt hơn nữa. Xung quanh mênh mông là ruộng lúa, chỉ có một điểm trường nhỏ với hai phòng học. Hiệu trưởng cũng rất ít ghé thăm. Hai anh em tôi, một đứa là hiệu trưởng, một đứa là hiệu phó. Đó là chức vụ do chúng tôi tự phong, không ai công nhận. Chúng tôi được dân địa phương cho ở trọ trong một ngôi nhà trống. Đúng nghĩa là nhà trống vì nó trống vơ, trống hoác. Nhưng cũng không sợ lắm vì chúng tôi có đến hai người đàn ông. Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, anh Thanh đều dặn tôi đặt hai khúc gỗ tầm vong kế bên cho đỡ sợ. Nhưng chúng tôi không hình dung mình đang sợ gì. Ăn trộm thì không rồi. Hai thằng thầy giáo khô rách áo ôm, cơm ngày hai bữa đã bạc, còn chưa no, sợ gì không biết. Nhưng có anh Thanh thì tôi không sợ gì hết. Một ngày đó, anh có việc phải về nhà ở xã lân cận, cách đó gần 20 cây số. Đường về nhà anh phải qua một con kênh lớn. Người lái đò chỉ phục vụ đến 6 giờ chiều thì về nhà vì không còn khách. Đường xá vắng teo. Tôi phải ở lại ngủ một mình. Ôi trời! Tôi muốn về nhà nội tôi lắm, nhưng cũng không được. Vì nhà nội cũng rất xa. Phải đi bộ gần 10 cây số đường D mà mấy ngày hôm nay trời thì mưa dầm về, đường đất trơn trượt, bùn lầy không lê nổi bước chân. Đêm dần buông, tôi ăn cơm sớm, đóng cửa nhà lại rồi còn lấy các khúc tầm vong chèn lại cho chắc ăn. Vặn ngọn đèn dầu thật cao cho có thêm ánh sáng, tôi khép cửa lại rồi đi ngủ. Giấc ngủ khó đến với tôi trong đêm tối một mình vắng vẻ như hôm nay. Bên ngoài tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái, nghe như tiếng ai rên rỉ. Nhưng rồi tôi cũng mệt nên ngủ thiếp đi. Không biết bây giờ, chỉ chắc rằng khuya lắm rồi. Một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe được mồn một. Rồi tiếng động ấy đã đến. Cơn mưa dai dẳng vẫn chưa dứt. Tôi choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng cửa sổ. Không dám mở mắt liền. Tôi chỉ dám hé nhìn. Thì trời ơi! Một bóng người đang mặc áo dài trắng. Bóng trắng ấy chắc là nữ, vì tôi thấy tóc dài lắm và ướt đẫm nước mưa. Mái tóc dài ấy che hết cả khuôn mặt và rối bời. Tôi bật ngồi dậy và thu mình vào góc bộ dáng. Tay tôi quơ lấy cái mền hay mùng gì đó, tôi hoàn toàn không biết. Tôi quấn chặt chúng vào người, không la nổi, miệng chỉ ú ớ. Quay hàm thì bảnh ra. Tôi đau lắm, chân tay bủng rủng.
Tôi chỉ dám ngồi yên, mở to mắt và nhìn, toàn thân hoàn toàn bất động. Bóng trắng ấy không dừng lại, thò tay qua cửa sổ, vờ quảng. Tôi nghe tiếng thều thào. Ông thầy, ông thầy. Giá như lúc này mà chết được thì sướng hơn. Khoảng một thời gian sau gì đó, tôi cứ nghĩ như là một thế kỷ. Bóng trắng vẫn cứ vắt tay qua cửa sổ rồi quờ quảng. Còn tôi thì ngồi bất động. Phải một lúc sau thì bóng trắng mới rời đi. Bóng trắng quay lưng, lững hững. Rồi nặng nề bước đi về phía bờ đê. Tóc dài ngang vai đẫm ướt, đông đưa trong gió theo từng bước chân. Trời vẫn đang mưa. Tôi chỉ thực sự hồi tỉnh khi nghe tiếng gà gáy sáng và tiếng chân người đi chợ sớm trên bờ đê. Lấy hết can đảm, tôi bước ra ngoài và lên tiếng kêu cứu. Đó là cô Lành, một thiếu nữ sắp đến ngày lấy chồng thì người yêu là sĩ quan chế độ cũ và đi học tập cải tạo. Cô buồn quá sanh bệnh rồi hóa điên. Mỗi đêm hay mặc áo dài trắng của những người theo đạo cao đài và đi phất phơ như vậy. Người dân trong vùng kể lại cho tôi. Kính thưa quý vị, như vậy là tôi đã đóng góp hai câu chuyện cùng với mọi người trong đêm Halloween. Mong rằng tất cả mọi người cũng hết sức là tán thưởng cho tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại.